Ngoài xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà giá thấp nhất tại phường Đồng Mai và Vẫn thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà 30m² này, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 50m, hướng nhà là hướng Đông Bắc, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn, có trở về vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu mọi người ạ. Và với cái căn nhà 2 tỷ 2 này thì quý vị có thể vay được tối đa 1 tỷ 2 tiền ngân hàng, phần còn lại quý vị chi trả trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Đây là đường ngõ thực tế, cách với đường ô tô đi lại chỉ có 50m thôi. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao luôn trong ngày. Hồ sơ điện, hồ sơ nước bàn giao luôn trong ngày. Đây là hồ sơ nước đấy mọi người này. Đây, từng công tơ nước riêng biệt của các căn. Đây mọi người ạ. Đó. Từng công tơ nước riêng biệt của các căn. Ngoài sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị với giá bán 2 tỷ 200 triệu nhé. Với cái phần hoàn thiện mặt ngoài, phần cửa chính thiết kế hai lớp ngoài cửa, bên ngoài là lớp cửa quấn và bên trong là cửa gỗ kính. Với cái căn nhà này thì thiết kế rất là chỉn chu, đầy đủ. Phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh và đây là phần phòng khách. Với cái phần phòng khách này thì chủ nhà hoàn thiện rất là chỉn chu với cái phần toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần phòng khách thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Đây là không gian xung quanh phòng khách mọi người ạ. Giấy dán tường Hàn Quốc với cái độ bền 7 đến 8 năm sử dụng, trần phào rất là hợp lý, tinh tế. Với một cái căn nhà cả nhà và đất 4 tầng giá 2 tỷ 2 hiện tại nó đang là gần như thấp nhất của phường Đồng Mai. Tuy nhiên còn nếu như ở quận Hà Đông thì Ngọc Ánh vẫn còn một số căn giá thấp nhất từ 1 tỷ 750 triệu, 1 tỷ 780 triệu, 1 tỷ 850 triệu. Cụ thể ở đâu thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn tối đa nhất cho quý vị cái tầm tài chính của mọi người, cái cung đường mọi người đi lại nó có phù hợp hay không nhé. Đây là cái phần lớp cửa trong của cái căn nhà này. Bên ngoài là cửa quấn, bên trong là cửa gỗ kính như thế này mọi người ạ. Đó, rất là đẹp. Và ngoài ra phần tầng 1 phòng khách thì ở đây còn một cái không gian phòng bếp. Với cái phần phòng bếp này hoàn thiện khá là chỉnh chu. Với diện tích 30m ấy, thì phòng bếp nó không quá rộng. Tuy nhiên nó đáp ứng được tối đa cái công năng sử dụng của một hộ gia đình nhỏ. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp xung quanh thì gỗ MDF đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Chống cong vênh mối mọt. Phụ kiện bếp đi kèm thì từ chậu rửa, vòi rửa cho đến phụ kiện bếp ở trên này đều là chất liệu inox 304 mọi người nhá. Chậu rửa, vòi rửa đều đã được lắp đặt đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Và xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá đen granite. Đó, không gian phòng bếp đây, nhỏ nhắn, xinh xắn. Với một cái căn nhà 30m như này thì rất là khó để thiết kế phòng bếp riêng, phòng khách riêng. Cho nên với cái căn nhà này thì chỉ gọi là thiết kế tối ưu công năng thôi. Ngoài ra phần tầng 1 nhỏ như thế đấy nhưng mà vẫn còn thiết kế cho mình một phòng vệ sinh đầy đủ, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này, cái hệ thống máy bơm nước ở đây là ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà, trên phía tầng thượng là có bồn nước một khối, ở phía dưới tầng 1 là có một cái bể ngầm 2 khối 8 và hệ thống máy bơm nước tự động khi mà hết nước thì bơm từ dưới bể ngầm lên trên bồn, cho nên mọi người yên tâm là không bao giờ lo mất nước. Ở đây nước thì sử dụng nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội. Với những cái căn nhà liền kề xây dựng như thế này thì cái chất lượng quý vị hoàn toàn yên tâm. Hiện tại chủ đầu tư đa phần là xây dựng tường riêng, cột riêng và móng riêng. Và hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, sổ đỏ tất nhiên là riêng biệt từng căn rồi. Quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Bước chân lên trên phía tầng 2 thì thiết kế cái căn nhà này vô cùng hợp lý. Tầng 2 và tầng 3 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như thế này quý vị nhé. Này, thiết kế phòng ngủ master, phòng vệ sinh ở phía bên trong khá là tiện lợi. Tầng 2 thì thiết kế nhà vệ sinh ở phía bên trong, tầng 3 thì thiết kế ở bên ngoài mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì cái phòng ngủ rất là vuông vắn, cửa sổ thì lấy ánh sáng tự nhiên cũng như không khí vào trong cái ngôi nhà này. Và cái cửa sổ này thì thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox mọi người ạ. Và với cái cửa này thì cái độ thẩm mỹ cũng như là cái độ an toàn trong ngôi nhà rất là cao. Với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ. Tầng 2 thiết kế sàn gỗ công nghiệp cho quý vị như thế này nhá. Đó,
Phòng ngủ rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, giường, tủ, bàn, phấn. Đây mọi người ạ, vuông vắn, không lỗi bất kỳ một cái phong thủy gì cho quý vị nha. Với cái cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ, và cửa nhà vệ sinh thì thiết kế toàn bộ của cái ngôi nhà này thì cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phòng vệ sinh ở phía bên trong tầng 2 đây, rất là rộng, với cái hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo ở đây. Và với cái phòng vệ sinh này ấy, thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ, có cửa sổ thông thoáng mở ra hướng bên ngoài. Và cái căn phòng vệ sinh này thì rất là rộng mọi người ạ. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn, bồn cầu ở đây, rồi là quạt hút mùi và ống chờ, đầu chờ, bình nóng lạnh đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Với một căn nhà 2,2 tỷ, vị trí đi lại thuận tiện, cả nhà và đất như thế này rất là hợp lý. 3 phòng ngủ riêng biệt, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 mỗi một tầng, thiết kế gồm một phòng ngủ riêng. Chỉ có duy nhất phía trên tầng 4 là không có nhà vệ sinh. Thì quý vị có thể, nếu như mà một gia đình nhỏ ở thì chắc là chỉ ở đến 2 phòng ngủ thôi. Phòng trên này quý vị có thể thiết kế để khi nào mà có khách, hoặc là ví dụ như là quý vị bình thường ấy, quý vị có thể, cái này là tùy công năng sử dụng, thì có thể làm phòng đồ, hoặc là quý vị có thể làm phòng làm việc. Đó, và xin mời cùng theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là cái phòng ngủ phía tầng 3. Thì như ông Ánh đã chia sẻ rồi, riêng ở phía tầng 3 thì phòng vệ sinh nó lại không ở trong phòng ngủ mà thiết kế bên ngoài như thế này mọi người nhá. Đấy, ở cầu thang đi lên là phòng vệ sinh luôn. Và thiết kế cái phòng vệ sinh ở tầng 3 này thì nó cũng tương tự như tầng 2. Và đây là phòng ở phía tầng 3, đơn giản hơn một chút. Với cái phòng tầng 3 này thì không thiết kế trần phào thạch cao mà chỉ thiết kế đơn giản như thế này thôi. Đây quý vị ạ, và có hệ thống trần thạch cao, nhưng mà không có những cái bức tranh như ở phía dưới tầng 2. Còn đâu thì vẫn thiết kế sàn gỗ. Đó, hợp lý cho một căn nhà, cả nhà và đất 2,2 tỷ, hướng nhà đông bắc, ngõ trước nhà 1m8, cách đường ô tô đi lại 50m, giao thông đi lại thuận tiện, gần với bến xe Nghĩa, gần với lại trục đường quốc lộ 6. Dự kiến trục đường quốc lộ 6 này là sắp tới có mở đường, cho nên là cái căn nhà này nó sẽ gần với trục đường quốc lộ 6 hơn mọi người nhé. Đó, và xin mời em lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Đây là phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, với cái căn nhà 2,2 tỷ, thiết kế 30m², xây dựng 4 tầng. Tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3, mỗi tầng một phòng ngủ. Riêng ở trên phía tầng 4 thì thiết kế khá là hợp lý. Ở đây thì có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thì ở đây là cái phần phòng thờ riêng của ngôi nhà quý vị nhé. Đây, một cái khu phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Và ở đây còn thiết kế thêm cho mình một phòng ngủ nữa ở phía tầng 4 đây nha quý vị. Đây, như vậy với cái căn nhà 4 tầng này, thiết kế 3 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, thiết kế 3 phòng ngủ. Đây là phần sân phơi. Với cái phần sân phơi này thì cũng rất là thoáng nha mọi người. Đây, khu vực để máy giặt, khu vực sân phơi. Căn nhà này xung quanh thì dân cư đông đúc. Mọi người có thể nhìn thực tế luôn ở đây. Vị trí thì Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, cụ thể nó thuộc phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần với lại trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái ngôi nhà 2,2 tỷ này, giá rẻ nhất này, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.